tập thể dục bụng rồi đứng giữa đường muốn giống như khùng vậy đó. À, hai xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phú Travel. Thì những cái clip gần trước á, thì Phú có tụi mình có nói là chia sẻ là sắp tới sẽ triển khai một chủ đề mới. Thì với cái nhu cầu mà ăn uống ngày nay nó càng tăng cao và nhiều người quan tâm, và Phú cũng nhận được những comment là muốn quay nhiều món ăn trong một clip, rồi kiếm những cái quán mà cho thích hợp cho bạn bè nè, rồi gia đình để đi chơi với nhau. Thì cũng phải luyện cho bao tử nó nhiều. Bởi vậy bây giờ để mà triển khai cái dự án này thì sắp tới là mình sẽ quay 3 tập. Mỗi một tập sẽ có 4 món ăn. Thì đây là một cái chuỗi series ăn nhiều món. Và vì chính vì nhiều món trong một clip cho nên thì cái nội dung nó sẽ rút gọn lại một tí xíu. Thì đa phần những quán này sẽ được chắt lọc về chất lượng rồi. Còn về giá cả thì nó sẽ tùy mỗi nơi nó giá cả khác nhau. À, rồi thì mở đầu cho series ngày hôm nay là sẽ là 4 món top 4 những quán ăn gọi là ngon dành cho bạn bè và gia đình tụ họp. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký và ủng hộ chủ đề này của tụi mình nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Ok, thì món ăn đầu tiên, quán đầu tiên chính là Lò Đất BBQ, một quán ăn quen thuộc mà tụi mình đã chia sẻ cho cả nhà. Thì bây giờ tại vì làm chủ đề mới thì cũng phải quay lại và chia sẻ cho mọi người. Ở đây sẽ chuyên về các món nướng xiên, rất là nhiều món để cho mọi người lựa chọn luôn. Và ở đây cũng có kèm lẩu nữa. Đặc biệt ở đây có một điều đó là sashi miễn phí. Rồi thôi, chúng ta tấn công. Tiệm đầu tiên ở địa chỉ là 159 bis Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5 nha. Yeah, đây. Ở đây là nổi tiếng là đồ hải sản và bò rất là tươi. Thì giá cho tất cả các loại xiên que này sẽ có là từ 10.000 cũng có, cho tới 100 mấy ngàn cũng có. À, cái con này bao nhiêu ta? Cái con này là bao nhiêu em? À, con này 40.000. Đó. Vậy mình lấy tôm đi. Đây. Tôm 12.000. Bốn con đủ không ta? Trước mắt vậy đi, mình ăn thêm. Rồi một miếng bò. Cho mình coi bò cả nhà. À đây. Cũng bò 40 ngàn đúng không em? Đây 40 ngàn. Ở đây có một cái món đặc sản Tuyên Quang đó là ốc. Hồi lần, là... lần trước mình ăn cái món này mình cũng khá là khoái. Lấy nó 4 cái. À 3 cái thôi. Có cái gì quên rồi mất. Bây giờ lấy bạch tuộc. Đó. Wow. Con này bao nhiêu em? 45. Rồi nói chung là rất là nhiều mức giá, mình cứ lựa chọn đầy đủ nha. Nói chung là mình lựa những cái món mà nó lạ lạ, đừng ăn mấy món quen quen. Ok. Trước mặt cả nhà thì đây là không gian của quán, sẽ có ngồi ngoài vỉa hè và ở trong nhà cũng có nữa. Mình lưu ý đặc biệt một điều vậy là nếu mà tới đây thì mọi người phải gửi xe ở địa chỉ là 175B nha. Với giá là 5.000 một chiếc. Thì quán cũng có cảnh báo nếu mà gửi ở những nơi khác mất mát chênh lệch thì phí giữ xe không, quán không có chịu trách nhiệm. Đó. Rồi bây giờ mình gấp. Rồi hấp dẫn chưa? Tính ra một miếng bò này 40.000 chúng bằng chúng ta tính đi ăn bò bít tết. Đây. Đó, đổ. Ôi trời trời. Vô, giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Đây là sashi miễn phí nha cả nhà. Nhưng mà hãy muốn có hỏi đi. Giống như là bây giờ số lượng sashi quá nhiều cho nên là thế bằng Coca và Pepsi. Cũng có lúc có sashi nữa. Đây là mọi người nè, đẹp đặc trưng ở đây chính là nói chung là hải sản rất là tươi. Và thịt bò cũng rất là tươi. Đây, tôi đã lột sẵn con tôm, mọi người thấy không? Tôm nè, 12.000 một con. Thưởng thức con tôm trước. Muối hải sản. Vô bạn này.
cái tương này á ngọt hơn chứ ngon. Mày giờ cái này nó thêm về cay và chua. Bò cuộn nấm kim châm, đây là cái món mà mình nghĩ là rất là nhiều người thích cái này vì thích ăn nấm kim châm. Cảm giác ngay những cái nấm á nó giòn, nghe âm thanh sập 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 rất là đã. Rồi vú mình ăn vú ăn gì bộ nấy thầy bảo quá coi như mình chưa nói gì cả. Thầy chấm cái này là cái sốt tương, sốt tương gì vậy không biết, một hỗn hợp rất là kỳ lạ, không có phân biệt được cái nó có cái gì trong đây. Cái mày tặng dễ ăn không? Cái bò đếm cả nhà ơi, cầm cái xiên vậy ăn nó mới sướng. À rất là mềm, mọi người có thấy thì mình lỡ lụm hai cục nhưng không bị dai. Đây xuống tới biển tiếp nè, cái chàn cái này bờ quá mực, cái rau phải nhất là cái rau. Quán đông bắt đầu khách đã vô. Ồ quá lợi hại. Đi chợ ba lầu ba tầng ở đây. Hoành trở lại đây quán thì Phú có một cái vấn đề mà Phú từng đọc với một số comment mọi người nói thì cái giá ở đây nó cũng sẽ hơi cao và đi ăn buffet thì sướng hơn, thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn. Tất nhiên mỗi một cái nó sẽ có một cái nhược và một cái ưu khác nhau, giống như đồng ý là đi buffet mình ăn được nhiều thứ đó, đi giá tiền nó sẽ ok hơn, nhưng mà lỡ đối với những người mà bao tử mình không ăn được nhiều thì những cái quán như vậy chúng ta có thể lựa chọn món phù hợp với cái sức ăn của mình. Mình nhớ thích chấm cái này không nha, cái sốt đen này ăn nó không có bắt vị lắm. Họ đây ướp thì rất là đậm đà, ta tới cay. Mọi người đến đây nhớ thưởng thức thử cái này nha, cái này đặc sản Tuyên Quang rất ngon. Một cái ống gì trong đây khoảng chừng là như là bốn con ốc á đó. Rồi thì ở đây ngoài những cái đồ nướng được ướp rất là, nói chung là rất là đậm đà cay và hải sản tươi nè, bò cũng tươi nè, thì ngoài ra ở đây có bán lẩu nữa. Lẩu thì lần trước Phú đã từng quay cái lẩu rồi cho nên lần này mình tập trung vào đồ nướng, cho nên mình không có chia sẻ cái lẩu, thì mình cũng sẽ chèn vô cái hình ảnh cái lẩu lần trước mình đã quay cho cả nhà. Lẩu ở đây nấu cũng ăn rất là ok mà giá rất là phải chăng trong một cái phần có đầy đủ đồ ăn luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bao hết cái bàn này rồi bắt đầu qua quán thứ hai. Ôi giờ này vẫn còn Tết. Tết rồi. Thèm Tết quá. Rồi vì bây giờ là chuỗi món ăn thứ hai ngày hôm nay của chúng ta chính là quán lẩu bò tí chuột ở 13 Cao Bá Nhã, phường Nguyễn Kỳ Trinh, quận Nhất. Đây là quán ăn, nói chung là vừa là quán nhỏ truyền thống, vừa là quán ăn có thâm niên 10 năm rồi. Dân phòng hay là bạn bè hay là gia đình cũng thường xuyên buổi chiều hay là buổi trưa tới đây dùng bữa. Rất là nhiều món ở đây để cho mọi người lựa chọn từ món ăn no, món nhậu, món nhắm. Và đặc trưng ở đây chính là món lẩu bò. Ở đây gần trường sân khấu cho nên nếu mà mọi người thường tới đây thì có gì biết đâu sẽ thấy được những diễn viên, nghệ sĩ tới đây ăn. Mình cũng đã từng ăn ở đây, bây giờ mình chia sẻ lại cho cả nhà. Mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu. Ok, mời cả nhà cùng thưởng thức. Thì ở đây rất là nhiều món ăn luôn. Thì giá nó sẽ dao động từng một cái món lẻ là khoảng từ 40.000 cho tới khoảng 130. 130 là bắt đầu lên là tới những là cái món hải sản rồi. Còn lẩu thì nó rất là nhiều mức giá. Rồi, thì Phú đã gọi một cái lẩu bò với giá 250. Trứng non, rất hấp dẫn.
là sụn gà chi nước mắm. À, à có điều một cái đặc biệt ở đây thì nó có hơi bị chút chắc một tí xíu, đó là cái lẩu bò này chỉ giá đây chỉ có là giá lẩu và rau thôi, còn nếu mà chúng ta ăn tàu hủ ki hay là mì gói thì chúng ta phải gọi thêm. Ui cái món này, món này ăn chơi cũng ngon mà ăn nhậu cũng ngon nữa cả nhà. Đây là nó rất là đậm đà. Cái món là không cần chấm nha, nhưng mà nếu mà mọi người thích chấm thì mình cứ chấm với nước tương và ớt. Ớt nhà nhìn cái trứng không ống ánh. Và đây là cái món mà Phú thích nhất mỗi khi mà tới mà quán này ăn sụn gà chiên nước mắm. Rất là giòn, mùi mắm vô cùng thơm. Đó, cái này thấy không, nước mắm áo bên ngoài. Ở đây không có chấm muối tiêu chanh nha, chấm một cái loại sốt ớt xanh đặc biệt của quán, chấm cũng rất là bắt vị. Nói chung là ở đây là vị trí là quận nhất, cho nên mọi món ăn ở đây thì cái giá mà Phú muốn đưa cho mọi người ở đây thì cái giá nằm ở tầm trung. Nhưng mà về cái chất lượng món ăn là đảm bảo ở đây, tại vì rất là có tiếng. Ở đây nó là theo kiểu dạng quán nhậu truyền thống, nhưng mà ở đó vẫn có những cái không gian dành cho gia đình và bạn bè. Thì quán là bán từ trưa rồi, cho nên nếu mà ai mà gia đình hay bạn bè nào mà chúng ta cũng muốn đổi khẩu vị, không muốn ăn cơm nhà, chúng ta có thể đến đây có rất là nhiều món để lựa chọn luôn. Bây giờ chúng ta qua lẩu. Bỏ mì vô. Hồi nãy Phú đã bỏ rau và cái tàu hủ kia vào rồi. Đây. Cái lẩu này thì nó chỉ bị vậy thôi, loại riêng thôi. Thì 250 chúng ta nhìn nè. Đây là cái nồi lẩu, loại lẩu này là lẩu thập cẩm nha, 250. Có lá sách, gân, bò viên, lá mía rất là nhiều. Vẫn là công đoạn thử nước. À, cả nhà nhìn cái nước nấu ở đây rất là trong. Nước lèo ở đây á, nó sẽ theo kiểu vị nó thanh lúc đầu, nhưng mà nó thơm ngọt từ từ dịu xuống cổ mình. Vị ở đây cũng khá là đặc trưng. Mì vô luôn. Gì vậy? Có nhiệt tình nhé. Thích cái đây là xài mì giấy. Nhìn nơi xài cái mì cái gì mì gì á, nó mì mà màu nó sậm á, ăn bỏ vô nước nó sẽ mặn. Đây chấm cái này trước nha. Ở đây thì ăn lẩu bò thì sẽ cho cái chén tương ớt tương đen như vậy. Còn đặc thù chúng ta ăn chao thì nếu mà mọi người thích chao thì cứ nói quán thì sẽ đem chén chao ra nha, chứ đồng thời đem tương ớt tương đen. Cái tương đen ở đây nó rất là sợt, nó đậm vị tương. Đây ăn miếng thịt. Đây là lưỡi nè. Như này lưỡi á. Giờ bò bị sắc ra cái gì, nhìn không giống cái gì, không biết cái gì. Cái này như miếng lá mía bò. Chao, chấm chao, nói chung ăn lẩu bò chấm chao nó ngon nhất. Chúng ta cứ kêu chao lại đi. Chao đây thì sẽ không có pha nhiều, vẫn có cái mùi chao rất là rõ. Tỏi miếng nó ngậy quá. Đây chung là nồi lẩu này cũng rất là nhiều thứ và được sắc thịt rất là dày. Rất dày, không mỏng nha. Bây giờ chắc là sẽ xin phép cả nhà mình bào miếng này nữa và cùng với lại bạn mèo ăn xong cái này. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tiếp những món ăn Hà Nội. Đây, miếng thịt dày không? Xin phép. Ăn thôi.
Tiếp tục đi ăn thôi cả nhà ơi. Hiện tại thì Phú đang ở bờ kè quận Phú Nhuận kế cầu Trần Khánh Dư. Địa chỉ hiện tại là số 8 đường Cù Lao, quận Phú Nhuận. Như mình đã nói là mình sẽ đi ăn những món Hà Nội. Đối với những ai mà yêu thích ẩm thực miền Bắc thì thường là ra Gò Vấp để ăn những món miền Bắc, miền Trung. Nhưng mà ở ngay quận Phú Nhuận này có một quán với giá cả rất là hợp lý, được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, với những cái món đặc sản Hà Nội. Và đặc trưng nhất của quán này chính là món lẩu cua đồng. Hai, quán ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé đó chính là ngõ 8, ở số 8 Cù Lao. Bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong khám phá. Là mặt đang rất là hoang mang Hồ Quỳnh Hương cả nhà ơi. Nói chung là bữa nay là cái quán này là mình kêu rất là nhiều món ra, và dĩ nhiên không phải chỉ một mình Phú ăn, thì có bạn Mèo ăn, và Phú cũng đã kêu đồng bọn tới để một lát nữa xong là xử hết cái chỗ này, tại vì ở đây quá nhiều món luôn cả nhà. Nhưng mà thực ra bây giờ thì để mình chia sẻ tí xíu, thì đây là chi nhánh số 1, số 8 Cù Lao, quận Phú Nhuận. Chi nhánh số 2 là ở 57 đường Võ Văn Tần, quận 3 nha cả nhà. Thì ở đây sẽ bán từ 3 giờ cho đến khoảng 10 giờ tối. Còn ở bên chi nhánh kia từ thứ 2 đến 6 là có bán đến buổi sáng, rồi nghỉ trưa tới 3 giờ bán tiếp. Rồi, thôi. Và mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức. Thì giá đây là cái menu trên tay của Phú. Giá thấp nhất là ly nước 12.000 cà chanh. Các món ăn vặt, trứng nhảy cứu là rất là nhiều món luôn. Đây, đặc biệt cái đây chính là cái lẩu cua đồng 190.000. Đây là tổng các món ăn mà nãy giờ Phú gọi. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là các món quán sáng tạo ra và được yêu thích, cho nên quán này giữ lại. Đây là có 3 món. Đó, đây là chân gà muối chiên, tôm tích hay gọi là bề bề chế tỏi, và đây mực chiên giòn chấm mắm men. Đây, trên tay này, món này quá quen thuộc với cả nhà rồi, đây là món nem chua rán. Đây là phở chiên phồng, có thịt bò, cải xanh ở trên. Bánh gói nộm. Và cuối cùng, quên còn cái phở cuốn nữa nè. Xót, đây, phở cuốn. Và cuối cùng, món đặc trưng của quán, ý nó nhảy ra vậy. Lẩu cua đồng bắp bò với một viên riêu to, 190.000. Chiên dồn chấm mắm me. Phong bực này nha cả nhà. Đây là để cầm lên cho bạn, bạn khỏi phần. Cả nhà thấy chiên giòn này đúng không? Nhưng mà nó chỉ giòn nhẹ ở cái lớp bên ngoài thôi. Còn cái phần mực bên trong nó vẫn mềm. Chứ không phải là nó khô giống như mình ăn là cái món mà nó bột nhiều mà ngay giòn giòn. Có được tôi. Món này thì cái cùng này dễ nhất. Này có thịt chấm muối tiêu chanh. Gắt thì đã vô cuối cùng cũng mất tay. Cái này phải cầm tay đúng không? Tay mới ngon. Cái món chiên muối này đó, giống như cảm giác nó có một chút xíu nước mắm á. Giòn, thơm. Quá nhiều món như mọi thứ, mình ăn một tí xíu. Còn tôm tích nè, tôm tích chế tỏi nè cả nhà. Chấm luôn. Ăn có phần luôn, giòn. Thơm quá. Cả nhà nhìn thấy cái món nem chua rán này có để củ sắn và dưa leo, rất là lạ luôn. Hai cái sốt, chấm một ít muối. Cái này là sự pha trộn giữa một hỗn hợp có tương bắc trong đây.
và nhiều cái tiêu này nọ nữa, nó ra cái vị rất là lạ. Món mà mình nghĩ là cái món này rất là có nhiều cô chú thì rất là thích phở cuốn. Ăn theo kiểu như món bún chả thôi nha. Nó cầm nha. Cái lớp bún phở dẻo dẻo dai dai. Vặt thì mình ăn nữa cả nhà. Nó dậy mùi liền luôn. Bởi vì trong đây có một cái loại lá, mình không biết lá gì, nhưng mà cái lá này ăn vô nó rất là thơm, thơm khắp cả vùng miệng. Nó thơm lạ lắm. Cái món này nhìn giống mì gói xà bò. À, thì cảm chứ. Phở. Nó là từ cái bánh phở đó nha. Thì giờ cái món này thì nó sẽ hơi dầu một xíu. Nước mắm ăn rất là thanh, chua chua, thanh thanh. Đó là đặc trưng của món này. Thì vì sao cái món này mình muốn đưa đến cho cả nhà? Thì món này quán ở đây là mở là có thâm niên là trên 6 năm rồi. Và đặc biệt đây đều là những đặc sản của Hà Nội. Và cái điểm cộng đó chính là các nguyên liệu này luôn là hàng ngày đều được chuyển từ máy bay từ ngoài Hà Nội vô đây. Đó, nói như vậy đó. Bây giờ mình ăn bánh gói. Trời ơi, cuối to đùng. Con miếng nè. Lớp vỏ bánh không có quá dày. Nhìn cái phần ở ngoài giống cái hoành thánh chiên cả nhà. Gói nhìn nó như cái gói. Có nem nè. Nem chua nè. Đầy đủ nhân. Đây, giờ tôi bỏ rau vô cho nó xanh xanh chỗ này nha. Rắc hành phi lên nè. Thánh rắc. Nước chè soi nãy giờ tôi quên. Cái món này nãy giờ đáng lý phải ăn đầu tiên. Món rau, món nộm. Giòn lên. Cái món này mọi người nhai từ từ thôi nha. Tại vì mấy cái con này nó khứa vô dễ bị đứt miệng lắm á nha. Trời, nhúng bò. Tay tái. Đó. Lẩu cua đồng cho nên chúng ta sẽ lấy cái viên hồi nãy. Sắn miếng thôi. Bỏ vô một nước. Rau. Quán này có một cái điểm hay nữa đó là nếu mà các bạn nam nào mà đang cô đơn hãy đến đây. Tại vì mình thấy là rất là nhiều bóng hồng tới đây ăn. Một. Phải nói là sao ta? Rất là nhiều. Đây. Con bò với nha. Mồi tái thịt chơi dai. Hút miếng nước. Hương vị về hương vị Bắc thì nó sẽ thanh như cả nhà. Không có đậm đà như là trong Nam. Có 3 con cua 90 ngàn. Cho nên cái lẩu này mình nghĩ là cua 3 người ăn được. Mình gọi thêm những cái sợi á nè. Giò tai nè. Chấm lên cho mắm. Hãy
rất là tươi, ngọt thịt. Ok. Rồi, mình xin phép cả nhà mình vào. Tại vì hiện tại đang có rất là nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình. Từ từ các bạn ơi. Dạ, sau khi ăn lo thì bây giờ là mình ly ăn sáng miệng. Nó vui được tí xíu thôi. Thì hiện tại Phú đang ở địa chỉ là 185 Hoàng Diệu 2, quận, ở không, thành phố Thủ Đức. À, 4 món, 4 địa điểm khác nhau để cho đa dạng và phong phú. Rồi, quán có tên là Mr. D. Ở đây sẽ bán chè Hồng Kông và cũng có bán nước ép cũng như trà sữa nữa. Thôi thì bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong khám phá. Đây là một địa điểm mình nghĩ là rất phù hợp với nhiều lứa tuổi, vì cái không gian ở đây nó rất là cao cấp, sang trọng mà giá tiền cũng rất là hợp lý. Quán Mr. D sẽ được bán từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Thì chúng ta sẽ order ở đây. Trên đây là các loại tráng miệng ở đây nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem. Chè Hồng Kông có giá thấp nhất là 29.000 cho tới cao nhất là 55.000. Đây là các topping đang kèm: trà sữa Hồng Kông, trà trái cây. Còn bây giờ gọi món gì thì một lát nữa cả nhà sẽ được biết. Xong rồi cả nhà ơi, thì hiện tại là Phú đang ngồi ở trên lầu. Thì ở đây á, quán thiết kế nói chung là rất là thoáng mát và rất là năng động, phù hợp cho đủ mọi lứa tuổi luôn. Và cái tông nổi bật nhất ở đây là cái tông vàng trắng, cho nên cảm giác nó rất là sáng. Nên mình định ngồi bên cái khu vực Hồng Kông nhưng mà có khách rồi cho nên mình là phải ngồi ở bên đây. À, ở trên đây thì trên lầu là sẽ là nơi cho các bạn học sinh hoặc là sinh viên, chúng ta có thể lên đây tụ họp là ngủ trên đây cũng được nữa. Đây có gói nè, có gói cho ngủ luôn nè. Rồi, bây giờ mình giới thiệu món hồi nãy mình gọi nha. Giới thiệu với cả nhà, đầu tiên là một combo 99.000 với 4 loại sốt và 9 topping. Đó, đây là sốt dừa, sốt sầu riêng, sốt cà phê và sốt yogurt. Kế bên đây là tàu hũ Mr. D, thương hiệu của quán, 35.000. Còn cái này là yogurt trái cây, yogurt Mr. D, 39.000. Ở đây có bán món ăn gọi là ăn chơi nữa, khoai lang Nhật với giá 19.000 ăn với lại sốt. Thì một chén sốt riêng thì là 5.000, nhưng mà vốn dĩ một phần là được một loại sốt nha. Rồi thì bây giờ mời cả nhà thưởng thức thôi. Thì ba loại sốt đây là có sốt xá xíu, sốt phô mai và sốt cà ri. Sốt xá xíu. Ừ, cái sốt nó dẻo dẻo, mút không lên luôn. Cái sốt xá xíu này, cái vị xá xíu nó sẽ thanh thoảng rồi, nó cũng không quá là nhiều. Còn cái sốt phô mai, thường thì mình ăn cái sốt cà ri á, phô mai béo béo mặn mặn, cà ri thì phải nói là đúng chuẩn. À, đừng có nghĩ là mấy món này nó hơi bị quái lạ nha cả nhà. Thì giống như chúng ta ăn món cà ri thường là có khoai lang chấm, thì cái này ăn rất là ok. Vì sao mà Phú chọn món này nữa? Tại vì khoai lang này là do chính anh chủ ảnh sản xuất luôn. Khoai lang Nhật ngọt và có cái mật, ui, rất là mòn mịn. Có hai loại nướng và hấp. Mình mới ăn này là hấp nè, bên đây là nướng nè. Đây, mình thì mình thích, nói chung là cái chuộng nhất là vẫn là cái sốt cà ri đó nha. Nhiều người, nhiều bạn ăn rất. Lạ.
Hai loại này là Phú Khiêu ra để mọi người hình dung được cái phần giá, cho mọi người nắm được một cái phần lẻ như là như thế nào. Tại vì nó cũng giống giống như cái kia, cho nên mình sẽ ăn cái kia là coi như là ăn gần cái này rồi. Cái điểm mà được mọi người yêu thích ở đây á, ngoài cái không gian nó phù hợp với sinh viên hay đủ mọi lứa tuổi luôn, thì cái điều thứ hai chính là về cái chất lượng món ăn ở đây. Tất cả cái tàu hủ hay là sữa chua chân trâu này được làm từ nói chung là ở nơi chính gốc của trung tâm á, rồi chuyển xuống đây. Những trái cây là đều bán tươi hết ở trong ngày, cho nên rất là được ưa thích. Rồi ăn bún là nước sốt nha, lát bạn kêu bạn cơm bột khác nha bạn. Đây là cái sốt dừa ngọt vừa phải và béo béo, sốt sầu riêng. Ôi đã, hai cái sốt ngọt là rất là vừa phải nha. Cà phê nè, cà phê đúng rồi. Sốt cà phê này ăn nhâm dạng giống giống bạc xỉu á, yogurt. Chua chua thanh. Có một điều nãy giờ cả nhà có thể thấy là chín topping, thì khi mà chúng ta gọi đây nè, sẽ có nhân viên tới tư vấn để mà mọi người biết cách phối những cái này ăn đúng với lại sốt nó mới ngon. Cái xanh xanh là dưa gang hay dưa lưới này? Dưa gang. Quán chén miệng nó vậy. Ok, thì bây giờ Phú đã phân sẵn rồi nè. Thực ra cái công thức thiền gì này nó cũng dễ thôi. Nói chung là trái cây thì mình sẽ ăn với yogurt. Còn ba loại kia thì các topping kia thì mình phối sao cũng được, không có ảnh hưởng nhiều. Đó. Rồi, này chữ đi. Cà phê, bánh lăng. Cà phê phối với bánh lăng là hợp lý ha cả nhà. Dứt. Dứt. Mình bỏ đá hết luôn đi, cho nó lạnh hết, cho nó đều. Quên, nãy quên soi cái bánh lăng nha. Cái bánh lăng rất là mịn, không có bị rỗ. Và ăn thơm, béo. Nói chung là đồ ngọt nhưng mà ngọt rất là vừa phải. Đây, yogurt là phải đi với trái cây nha cả nhà. Nào cả nhà nhìn thấy miếng trái cây không? Rất là tươi mới. Xoài ngon quá. À, hồi nãy Phú mới hỏi á, mới biết được thông tin là này dành cho những ai ở xa không có đến được, là có một chi nhánh nữa là ở 214B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, chuẩn bị mở. Mở rồi chứ, lên lúc clip này lên là mọi người là chi nhánh đã mở rồi. Và mỗi tuần là luôn có những cái chương trình khuyến mãi, thì mọi người cứ thử đến để biết đâu có chương trình khuyến mãi để mọi người có thể dễ dàng thưởng thức. Theo dõi fanpage. Mọi người theo dõi fanpage. Cái này cái gì hấp dẫn không? Những này ăn mát hơn. Dưa gan. Nói chung là trái cây tươi, sốt ngon. Đây, hai cái còn lại là sốt sầu riêng và sốt dừa nha cả nhà. Cục gì tròn tròn bự bự vậy bạn? Cái gì quên rồi. Củ năng. Củ rất là dẻo. Gà đó, quay một cái cận. Đậu đỏ ngon quá, bùi mềm. Chén không chén thứ ba rồi. Cuối cùng là sốt sầu riêng. Cái thứ xịn nhất mình để cuối. Trước khi ăn cái này thì Phú xin chia sẻ một chút xíu vậy. Nếu mà mọi người đến đây mà mọi người không thích ăn chè thì yên tâm là ngoài món chè thanh mát thì vẫn có những cái món như là trà trái cây. Nếu mà yêu thích cái sự thanh đậm của vị trà. Và còn nếu ai mà thích cái vị mà gọi là béo từ phô mai thì cũng có những cái món trà sữa, những cái ly cũng rất là hấp dẫn. Và cái điều đặc biệt quan trọng nhất là ở quán có rất nhiều không gian sống ảo ở đây, và có một cái sân vườn nữa. Đấy, mọi người hãy nhìn những cái tấm mà mình tự sướng nha. Rồi ăn. Cho một cái cần là bạn mochi rồi bạn. Đây cái này là mochi nha cả nhà, viên màu xanh xanh là mochi nha. Ok.
bánh mochi nhỏ nhỏ. Không, mấy muỗng là hết chén chè. Một phần combo này ăn có thể được 2 người, 3 người tùy mọi người. Rồi, xong xuôi rồi cả nhà ơi. Như vậy là tập 1 với 4 quán rất là hấp dẫn, đầy đủ từ món ăn no, từ rồi tới món hành hội và tới món tráng miệng ở dưới Thủ Đức. Mỗi một quận đều có một cái quán. Hy vọng thì với cái chủ đề mới này sẽ mang đến những cái cảm giác mới lạ để gửi đến cho mọi người. Thì mọi người xem xong tập này thì cho tụi mình bình luận ở dưới nữa nha. Và chờ xem tập 2. Tập 2 sẽ là những quán sang trọng, cũng là 4 quán trong một clip. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.